Ủa, con tới hồi nào vậy? Dạ chào bác, con mới tới. Vậy hả? Bà tới đây chi vậy? Tôi tới thăm anh Kiệt không được sao? Thôi, hai đứa vào trong hãy nói chuyện nha. Dạ. Cái bà Hồ Ly này, bà có biến đi chưa? Nếu không tôi xử bà luôn đó. Tôi muốn cướp anh Kiệt đó, thì sao? Bà đúng là cái đồ trơ trẽn. Thôi, trời ơi, Kiệt ơi, con Tú nó đánh con Quyên nè. Trời ơi Tú, con làm cái gì vậy? Sao mà quánh người ta vậy? Mày đi coi đây chưa? Con có sao không hả? Trời ơi Kiệt ơi, mày làm gì vậy? Con Tú nó đánh con Quyên kìa. Quyên à, đứng lên đi con. Quyên có sao không? Nè, đứng lên. Dạ con không sao. Con làm cái gì vậy hả? Quyên có sao không? Dạ không. Trời ơi con sao? Có sao không hả con? Dạ không. Sao em ngang ngược vậy? Sao em lại đánh Quyên? Bà Hồ Ly trơ trẽn này, bà dám thách thức em là sẽ cướp anh. Em phải dạy cho bà một bài học mới được. Trời, em làm gì trời ơi con ơi, thôi. Thiệt tình vậy đó hả? Em bình tĩnh đi. Thật ra con Quyên nó có nói cái gì đâu. Nó chỉ nói là nó tới thăm thằng Kiệt thôi. Mà con đã ghen tuông, con nhào vô con quýnh người ta rồi. Đó, cũng vì ghen tuông mà con đi uống rượu để cho mất cái thai đó, con thấy không? Còn chưa chịu tỉnh ngộ nữa là sao hả con? Sao mẹ lại hùa theo bà? Hồi nãy rõ ràng có mẹ ở đây, mẹ cũng nghe bà nói mà. Trời ơi con nói cái gì vậy? Nè con đừng có nói dối ngang ngược vậy nha. Bà hả? Bà hùa theo bà để vu oan cho tôi. Bà đúng là cái thứ đồ thâm độc. Ôi trời ơi, trời đất ơi, nó chửi tôi. Nè, em không được hỗn láo với mẹ. Bà không đáng để cho tôi tôn trọng. Bà đúng là cái loại người vô liêm sỉ. Sao bây giờ ba tôi mất rồi cho nên bà trở mặt hả? Còn anh nữa, anh là cái đồ phụ bà. Hai mẹ con mấy người á là cùng một vô. Trời ơi Kiệt, con không được quyền xúc phạm mẹ tôi. Anh dám đánh tôi hả? Tôi sẽ ly dị với anh. Ly dị thì ly dị, tôi không thể chấp nhận một người vợ hỗn láo và ngang ngược như cô. Được lắm, tôi đúng là đã nhìn lầm anh. Đồ khốn nạn. Thôi, con đừng có nóng giận quá, con đang bệnh mà. Cũng tại Quyên, nghe bác nói là Kiệt bệnh cho nên Quyên mới tới thăm. Phải chi Quyên đừng tới thì đâu có xảy ra chuyện. Con, con phải lỗi của Quyên mà. Mẹ, con hiểu mà. Con lên phòng nghỉ đi. À, con lên nghỉ đi con. Nè con, đuổi được nó đi, trời bắt mừng muốn chết vậy đó. Cảm ơn con nha. Dạ. Nhưng mà con thấy anh Kiệt có vẻ vẫn còn tình cảm với Tú đó. Con sợ họ sẽ quay lại với nhau. Ôi trời ơi, bậy. Con yên tâm đi, bác không thể nào để cho nó có cơ hội quay lại đây đâu. Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu nè. Dạ.